Thi Thiên 53. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời, chúng đều bại hoại, phạm tội ác kinh tởm, chẳng có ai làm điều lành. Đức Chúa Trời từ trên cao nhìn xuống loài người để thử xem có ai thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Tất cả mọi người đều suy thoái về đạo đức, cùng nhau trở nên băng hoại, chẳng có ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Bọn gian ác không hiểu biết sao, chúng ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời. Nơi chẳng có sự kinh hãi thì chúng lại kinh hãi vô cùng, vì Đức Chúa Trời rải hài cốt của những kẻ tấn công dân Ngài, và chúng sẽ bị hổ thẹn vì Đức Chúa Trời đã từ bỏ chúng. Ôi ước gì sự cứu rỗi của Israel từ Sion đến, khi Đức Chúa Trời đem dân Ngài từ xứ lưu đày trở về, Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Mác đoạn 3. Lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội, ở đó có một người đàn ông bị teo một bàn tay. Họ theo dõi xem Ngài có chữa cho người đó trong ngày Sa-bát không để tố cáo Ngài. Ngài bảo người teo tay, hãy ra đứng giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ, trong ngày Sa-bát được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người? Nhưng họ đều im lặng. Ngài đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán với người teo tay, hãy giơ tay ra. Người ấy giơ ra thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra, lập tức bàn mưu với những người thuộc phe Hê-rốt chống Ngài để tìm cách giết Ngài. Đức Chúa Giê-xu cùng các môn đồ lánh ra phía biển. Một đoàn người rất đông từ Ga-li-lê kéo đến theo Ngài. Ngoài ra còn nhiều đoàn người đông đúc khác từ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, miền I-đu-mê, từ bên kia sông Giô-đanh, khu vực chung quanh thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Khi nghe về mọi việc Ngài làm, đã lũ lượt đến với Ngài. Vì quá đông người nên Ngài bảo các môn đồ chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền để Ngài khỏi bị họ lấn ép. Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân, vì vậy ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài. Mỗi khi uế linh thấy Ngài, chúng đều sắp mình trước mặt Ngài và kêu lên, Thầy là con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng tiết lộ Ngài là ai. Đức Chúa Giê-xu đi lên núi, gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. Ngài lập 12 người gọi là sứ đồ để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ. Đây là 12 sứ đồ mà Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Gia-cơ con Cê-bê-đê và Giăng em Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét, Anrê, Philip, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Simon người Cananean và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Đức Chúa Giê-xu về nhà, cả một đám đông tụ họp tại đó đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể dùng bữa được. Người nhà của Ngài nghe vậy liền tìm đến để giữ Ngài lại, vì người ta nói rằng Ngài đã bị mất trí. Các thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem xuống lại nói, người này bị Bê-en-xê-bun ám và nhờ quyền của quỷ vương mà đuổi quỷ. Đức Chúa Giê-xu gọi họ đến, dùng ẩn dụ mà nói, Sa-tan có thể tự đuổi Sa-tan được sao? Nếu một nước tự chia rẽ thì nước ấy không thể đứng vững được. Nếu một nhà tự chia rẽ thì nhà ấy không thể đứng vững được. Cũng vậy, nếu quỷ Sa-tan tự chống lại chính mình và chia rẽ nhau thì nó không thể đứng vững được, mà đã tận số rồi. Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản mà không lo trói người ấy trước. Phải trói người đó lại rồi mới cướp nhà người được. Thật, ta bảo các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, kể cả những lời phạm thượng mà chúng nói ra. Nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha, mà phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng người này bị uế linh ám. Mẹ và các em Đức Chúa Giê-xu đến, đứng bên ngoài và cho người vào gọi Ngài. Đám đông đang ngồi quanh Ngài thưa với Ngài, kìa, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Ngài đáp,
ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh mình và nói, đây là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Ê-sai đoạn 59. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được, tay Ngài cũng chẳng phải nặng mà không nghe được đâu. Nhưng chính vì sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi với Đức Chúa Trời mình, và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì bàn tay các ngươi đã bị ô uế do vấy máu, ngón tay các ngươi bị ô uế vì tội ác, môi miệng các ngươi nói lời dối trá, lưỡi các ngươi thì thầm việc xấu xa. Không ai lấy lẽ công chính mà kiện cáo, chẳng ai lấy điều chân thật mà tranh tụng. Người ta tin cậy vào điều hư không và lời dối trá, họ cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Họ ấp trứng rắn và dệt màng nhện, ai ăn trứng đó sẽ chết, và một cái trứng bị vỡ sẽ nở ra rắn độc. Màng của họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng mà họ đã dệt ra. Công việc của họ là công việc gian ác, đôi tay họ đầy những việc hung tàn, chân họ chạy đến điều ác. Họ vội vã làm đổ máu vô tội, tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự tàn phá và hủy diệt ở trên đường lối họ. Họ chẳng bao giờ biết con đường bình an, không có sự chính trực trong đường lối họ. Họ tự làm quanh quẹo các lối của mình, ai bước đi trong đó thì chẳng biết đến sự bình an. Vì thế công lý đã cách xa chúng ta, lẽ công chính cũng không bắt kịp chúng ta. Chúng ta trông mong ánh sáng mà chỉ thấy bóng tối, trông mong sự chói sáng mà bước đi trong tối tăm. Chúng ta mò mẫm dọc theo tường như người mù, mò mẫm như người không có mắt, giữa trưa mà vấp chân như chạng vạng, giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết. Chúng ta rên xiết như con gấu gầm gừ và rên rỉ như tiếng gù của chim bồ câu. Chúng ta trông đợi công lý mà nó không đến, trông đợi sự cứu thoát mà nó cách xa. Vì trước mặt Chúa, sự vi phạm của chúng con thật nhiều, tội lỗi chúng con làm chứng nghịch cùng chúng con. Vì sự vi phạm của chúng con vẫn ở với chúng con, và chúng con nhận biết sự gian ác mình. Chúng con đã phản loạn và chối bỏ Đức Giê-hô-va, quay lưng không theo Đức Chúa Trời mình. Chúng con nói điều bạo ngược và phản loạn, thốt ra những lời dối trá đã cưu mang trong lòng. Vì thế công lý bị đẩy lui, sự công chính đứng cách xa. Vì chân lý vấp ngã giữa quảng trường và sự ngay thẳng không thể vào được. Chân lý đã không còn, ai lánh điều dữ thì bị cướp giật. Đức Giê-hô-va đã thấy rằng dưới mắt Ngài tất cả đều gian ác bất công. Ngài thấy không có người công chính nào cả, và ngạc nhiên vì không ai khẩn cầu. Ngài dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến, với sự công chính của Ngài hỗ trợ. Ngài mặc áo giáp bằng đức công chính, đội mão cứu rỗi trên đầu, mặc áo bằng sự báo thù, khoác trên mình áo choàng của lòng sốt sắng. Ngài báo trả cho mỗi người tùy việc họ làm, sự thịnh nộ cho kẻ đối địch với Ngài và sự báo oán cho các kẻ thù. Ngài sẽ báo trả các hải đảo. Từ phương Tây, người ta kính sợ danh Đức Giê-hô-va; từ phương Đông, họ tôn kính vinh quang Ngài, vì Ngài sẽ đến như dòng sông chảy xiết. Bởi hơi thở Đức Giê-hô-va đùa nó đi, đấng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những người thuộc về Gia-cốp đã từ bỏ tội lỗi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: về phần ta, đây là giao ước ta lập với họ, thần ta ở trên các con, và những lời ta đã đặt nơi miệng các con sẽ không rời khỏi miệng các con, miệng của dòng dõi các con và miệng dòng dõi của dòng dõi các con, từ nay cho đến đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-sai đoạn 60. Hãy đứng lên và tỏ sáng ra, vì ánh sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên ngươi. Này, bóng tối bao trùm mặt đất, mây mù che phủ các dân,
nhưng Đức Giê-hô-va chiếu sáng trên ngươi, vinh quang Ngài hiện ra trên ngươi. Các nước sẽ tìm đến ánh sáng ngươi, các vua sẽ hướng về ánh bình minh rực rỡ của ngươi. Hãy ngước mắt lên nhìn chung quanh, tất cả họ hợp nhau lại kéo đến ngươi. Các con trai ngươi sẽ đến từ nơi xa, các con gái ngươi sẽ được bồng ẩm bên hông. Bây giờ ngươi sẽ thấy và được rạng rỡ, lòng ngươi vừa run sợ vừa rộng mở, vì sự phong phú của biển cả sẽ đổ về ngươi, sự giàu có của các nước sẽ đến với ngươi. Vô số lạc đà sẽ bao phủ xứ ngươi, kể cả lạc đà tơ của xứ Madian và Epha. Tất cả những người từ Seba sẽ đến, họ đem theo vàng với trầm hương và dâng lời ca ngợi Đức Giê-hô-va. Tất cả bầy súc vật của Kê-đa sẽ được tập trung nơi ngươi, các chiên đực của Na-ba-dốt sẽ được dùng làm tế lễ, để ngươi dâng lên bàn thờ ta một tế lễ đẹp lòng ta, và ta sẽ làm cho nhà vinh quang của ta càng thêm vinh quang. Những người này là ai mà bay như mây, như chim bồ câu bay về tổ? Các hải đảo chắc chắn sẽ trông đợi ta, đoàn tàu Ta-rê-si trước hết sẽ đem con cái ngươi từ xứ xa về cùng với bạc vàng của họ, để tôn vinh danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Israel, vì Ngài đã làm cho ngươi được vinh hiển. Dân ngoại sẽ xây lại tường thành ngươi, các vua của họ sẽ phục vụ ngươi, vì trong cơn tức giận ta đã đánh ngươi, nhưng nay ta lại thương xót ngươi theo ân huệ của ta. Các cổng thành của ngươi sẽ luôn luôn mở, cả ngày lẫn đêm đều không đóng lại, để người ta đem của cải các nước đến cho ngươi và dẫn các vua của họ về làm tù binh. Vì dân tộc nào và vương quốc nào không thuần phục ngươi sẽ bị diệt vong, những dân tộc ấy sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cây tùng, cây sam, cây bách là vinh quang của Liban cũng sẽ được đem đến cho ngươi để trang hoàng đền thánh ta. Ta sẽ làm cho chỗ ta đặt chân được vẻ vang. Con cái, những kẻ áp bức ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi. Mọi kẻ khinh dễ ngươi sẽ quỳ dưới chân ngươi. Chúng sẽ gọi ngươi là thành của Đức Giê-hô-va, là Si-on của Đấng Thánh Israel. Thay vì lãng quên và ghét bỏ ngươi, đến nỗi không ai đi qua nơi ngươi, thì ta sẽ làm cho ngươi cao trọng mãi mãi và là niềm vui cho nhiều thế hệ. Ngươi sẽ hút sữa của các nước, bú vú của các vua. Ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng cứu rỗi ngươi, là Đấng cứu chuộc ngươi, là Đấng toàn năng của Gia-cốp. Ta sẽ ban vàng thay cho đồng, ta sẽ ban bạc thay cho sắt, đồng thay cho gỗ, sắt thay cho đá. Ta sẽ khiến sự bình an trong năm ngươi và sự công chính cai quản ngươi. Xứ sở ngươi sẽ không còn nghe nói đến chuyện hung bạo, lãnh thổ ngươi cũng không còn cảnh hoang tàn đổ nát. Ngươi sẽ gọi tường thành của mình là sự cứu rỗi và gọi các cổng thành mình là sự ca ngợi. Ngươi sẽ không còn nhờ mặt trời soi sáng ban ngày và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Vì Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ là vinh quang của ngươi. Mặt trời của ngươi không còn lặn nữa, mặt trăng cũng chẳng còn khuyết. Vì Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi đã chấm dứt. Tất cả dân ngươi sẽ là công chính và họ sẽ hưởng đất này đời đời. Họ là mầm non chính ta đã trồng, là công việc tay ta làm để ta được vinh quang. Người nhỏ nhất sẽ có nghìn con cháu, người hèn yếu nhất sẽ trở nên một dân hùng mạnh. Chính ta là Đức Giê-hô-va, ta sẽ nhanh chóng thực hiện điều ấy đúng kỳ.